Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đang quay trở lại với kênh của Loan Hensi. Giới thiệu với mọi người, đây chính là cái mái tóc mới của mình. Tóc này là mình tự làm luôn á. Thời gian mà mình tết những cái sợi bé xíu như thế này là khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ lận. Cuối cùng là mỏi được cả hai cái cánh tay luôn. Tại vì tóc dài á mà cái sợi này nó khó tết nữa. Mà bình thường là tết những cái sợi này thì người ta sẽ giữ tóc cho ẩm ẩm một chút thì tết sẽ dễ hơn. Thì tóc của mình lúc đó là mình gội xong rồi nên là khô rang luôn rồi á. Khi mà tết thì tóc nó bị trơn xong nó bị tuột ra ngoài rất là mỏi tay luôn á. Chủ yếu là làm cái bộ tóc này là để đi chơi, nhưng mà cuối cùng thì bị hủy kèo nên là thôi để qua ngày luôn. Sau khi mà đi chơi về thì ôi lại tiếc quá, không có nỡ gỡ nên ngủ qua một đêm. Đến hôm nay là ngày thứ ba mình mới quyết định là mình gỡ cái mái tóc này ra. Thao tác gội đầu thì sẽ hơi khó hơn một chút, tại vì mình phải cho xà bông ra tay, xong rồi sau đó tạo bọt mới bắt đầu đưa lên da đầu để gội, xong còn phải gội từng tép một cơ, cực ơi là cực luôn. Cái này là mình tự thắt á, hồi xưa còn nhỏ xíu xíu như thế này là mẹ mình cũng thắt cho mình. Cái lúc đó là thắt nguyên cả cái đầu luôn, được rất là nhiều sợi, sợi nào sợi nấy bé tí à. Mình làm cái đầu này xong thì mình có cảm giác ôi sao giống người nước ngoài quá. Nhưng mà các bạn biết người nước ngoài nào không? Giống mấy người châu Phi da đen á. Bây giờ Loan gỡ nốt bên đây nữa là có thể bung ra được rồi nè. À ở đây còn hai sợi nữa để gỡ nốt luôn cho xong. Rồi xong, tại vì cái tóc của mình á là mình thắt xong rồi mình để trong vòng 2 ngày mình vẫn gội đầu luôn. Thì bây giờ nó khó bung ra hơn. Còn đối với những lần mà mình thắt chỉ có trong thời gian ngắn á, thì khi gỡ cọng thun ra thì nó sẽ tự động bung ra. Cái này thì rũ ra cũng không có thèm bung luôn nên là mình phải gỡ từng sợi như vậy. Trời ơi, thắt cũng lâu mà bây giờ gỡ cũng lâu luôn nè. Nói thật là sau quá trình mà mình thắt một thời gian lâu như vậy á, gỡ ra thì cũng thấy hơi tiếc. Được một sợi rồi nè, bây giờ mình đến cái sợi thứ hai ha. Tại vì tóc mình cũng tương đối là dài á, nên là gỡ ra nó sẽ không có được phù bồng bềnh giống như những cái người mà tóc ngắn. Với lại là nếu mà muốn tóc này nó bồng bềnh hơn thì mình nghĩ là chắc phải thắt cái tép bé tí xíu xíu cơ. Đó, được sợi thứ hai rồi nè. Ten. Ok, giờ sắp gỡ được hết cái đầu thì mừng lắm luôn á. Mình để cái này cũng phải qua vài ngày rồi nên là khi gỡ một tép như thế này nó sẽ chia ra thành ba cái nhánh nhỏ giống như cái lúc mà mình mới chia để làm tóc á. Còn nếu mà mới làm thì nó sẽ bung ra. Gỡ cái này cũng thấy hơi lâu ha, nhưng mà cũng sắp được một bên rồi nè. Mình cũng có thoại trực tiếp ở trong video luôn, nhưng mà vẫn còn nghe tạp âm ồn ở bên ngoài á, nên là bây giờ mình phải voi lại nên các bạn thông cảm nha. Trời ơi, nhìn hơi phồng phồng thì cứ ngỡ là xong rồi cơ, ai dè ở dưới đây vẫn còn mấy sợi nữa nè. Mà mình vẫn thấy là cái lúc gỡ ra như vậy thì có vẻ là dễ hơn, đỡ hơn là so với lại cái lúc mà mới thắt. Tại vì lúc mà mình mới thắt thì để khô mỏi tay á, mỏi mấy cái ngón tay lắm luôn, ở ngay cái chỗ mà bắp tay cũng thấy mỏi nữa. Cái sợi ở dưới đây thì Loan thắt đầu tiên nên là sẽ được những sợi bé xíu xíu như thế này. Còn dần về sau á, càng làm càng thấy mỏi tay nên là những cái sợi ở sau này càng ngày càng to hơn. Trời, nhìn mắt của mình mà mascara nó bị nhiễu ra, xong cái nó dính xuống dưới cái bọng mắt, bây giờ nó thâm quần giống như con gấu trúc vậy. Xong, mỗi lần xong một sợi thì có cảm giác giống như kiểu là ôi trời, thật là thích thú. Mấy cái sợi to này thì nó dễ gỡ hơn. Hồi xưa lúc mà mình còn bé tí xíu là mẹ mình làm cho mình á, thì cái sợi nó nhỏ xíu xíu à, mấy cái sợi đó gỡ khó lắm luôn. Ôi, bị rối ở đây. Thắt bính như vậy thì tóc mình nó cũng không có bị bết nữa. Mà mình để tóc bình thường thì nó dễ bết hơn. À, làm cái tóc này giống như kiểu là cô Hà cảnh sát. Các bạn biết cô Hà cảnh sát là ai không? Là vợ của chú Hải, chú Lý Hải á. Đó, còn một sợi này nữa thôi là sắp xong luôn rồi đây nè. Đã được một bên này rồi. Cái sợi nào to sẽ có cảm giác là dễ gỡ hơn, kéo một cái là ra liền. Còn những sợi nhỏ thì gỡ hơi khó một chút. Yeah, xong một bên rồi đây nè. Gỡ ra như vậy thì mình có cảm giác là tóc của mình nó mềm rồi nó thẳng. À không phải, nó mềm xong nó được tơi hơn á. Giờ bây giờ mình sẽ làm nốt cái phần bên này nữa ha. Cái phần ở bên dưới này thì có vẻ là hơi khó gỡ hơn, tại vì nó ít tóc nên là mình sẽ dùng cái sợi thun mình buộc cái sợi tóc lại để tránh trường hợp lúc mà mình ngủ á, thì sẽ bị bung ra ngoài. Bây giờ mình gỡ thì cứ phải kéo từng khúc ra như thế này, chứ cầm một
cái tép tóc để mà kéo ra hết luôn thì rất là khó. Thì xong một cái rồi nè, đến cái tép thứ hai ở bên này ha. Bây giờ thì thật sự là đang mỏi tay lắm luôn rồi á. Để làm tóc mấy cái sợi đã gỡ ra đằng sau này để gỡ những cái sợi tiếp theo cho dễ hơn. Nãy giờ gỡ là cũng mất khoảng hơn 5 phút luôn rồi á. Mình thấy là tép tóc như thế này thì khi gỡ ra nó cũng vẫn vô nếp chứ không có bị rối xù lên. Chắc do tóc mình hơi dài một chút xíu. Còn nếu mà dùng lược thì mình nghĩ là sẽ xù hơn nữa. Tại vì dùng lược chải vô thì nó sẽ tơi cái những cái tép tóc mà mình đã tết vô rồi á. Sắp xong rồi nè các bạn ơi. Các bạn nhìn thử cái mái tóc xoăn xoăn này của mình xem coi có thay đổi cái khuôn mặt của mình một chút nào không. Trời ơi, người gỡ mấy cái mái tóc này mà muốn buồn ngủ luôn á trời. Cố lên nào, sắp xong rồi. Cái này chắc còn một sợi hai sợi gì nữa nè. Không biết là mấy bạn ở nhà có bao giờ làm giống mình như vậy không ta? Ha, tại vì bình thường mà mình làm những cái kiểu tóc như thế này là mình cần phải có thời gian nữa. Tại Lan thì không có muốn phải ra ngoài tiệm người ta làm á, vừa mất tiền. Cái thứ hai nữa là sợ cho thuốc vô thì nó sẽ xoăn luôn chứ tóc không có được thẳng giống như lúc đầu nữa. Bây giờ là Lan cũng đang gỡ cái sợi này là sợi cuối cùng rồi đây. Các bạn xem cái thành quả mà mình ngồi làm hơn cả một tiếng đồng hồ xem như thế nào nha. Ok, xin chào tất cả của mình. Sau 3 ngày, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Loan Hensi. Đừng quên bấm đăng ký và bấm chuông để nhận những video mới nhất nha. Các bạn có thể tương tác với Loan nhiều hơn qua bay Loan Hensi. Loan sẽ để link dưới phần mô tả nhé. Xin hổ quá.